ra xe lửa Đà Lạt đấy. Đấy, ga xe lửa đấy, xe lửa Đà Lạt đấy, đoàn đang ở ga xe lửa Đà Lạt, đoàn đang ở ga xe lửa Đà Lạt đấy. Chị đang phát trực tiếp đấy, đang phát các em trực tiếp đấy. Đấy, đoàn tàu đấy, đấy, đoàn xe lửa đấy, đấy. Đây em đang đi ra đây. Bây giờ là còn sớm, cho em ra 5 giờ mới chuẩn bị. Thôi. Cùng một tí để chắc chắn là được ăn cơm ngay đây, không về khách sạn đâu. Đi cơm xong rồi sau đường đường đi. Cái này được 1.6 triệu. Đi rồi à? Làm rồi à? 650.000. Làm rồi. Rồi. Thế để tẹo nữa em về em làm lúc thôi. Thế bây giờ lên làm luôn hay là để mai? Xe ý được thế rồi. Làm luôn á. Quy định hẳn luôn là mỗi người công thấp nhất là 30.000. Thôi thôi đừng nói vào đây nữa. Vào ga xe lửa Đà Lạt anh em vào ga xe lửa. Phương à, cái cô kia Phương là cái tấm phượng thôi, còn bao nhiêu là cái chị Thuận? Dạ. Còn bao nhiêu là cái file đấy? Và anh cứ chờ em một tí, anh chờ em một tí, em đang quay tí xong rồi tính rồi, luôn. Rồi, vâng. Đấy là người Hàn Quốc. Lúc nhà bên sông mới xuống rồi, thằng lắc chơi không? Đào cái cửa. Nhà ga đấy. Yeah, 그게 사진 찍으시니까 우리